Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực với mọi gia đình. Bí kíp dược thảo lá sông đặc chế giúp chống lại cảm lạnh và cúm, mở xoang phổi, thanh quản, làm nới lỏng cơ bắp và giảm dị ứng, thúc đẩy lưu thông máu, đổ mồ hôi ra độc tố và tạp chất, loại bỏ các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn và các tác nhân gây viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp giảm căng thẳng và tăng tinh thần minh mẫn. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218 hoặc info@mnmothernature.com. Thưa quý vị, năm 2022 đã đến. Mọi người chúng ta ai nấy đều có những hoạch định riêng cũng như những hướng đi mới cho một năm mới. Cũng trên tinh thần đó, Vietnews USA cũng sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn và thiết thực để đem đến cho quý khán giả yêu mến Vietnews USA những thông tin ích lợi trong cuộc sống. Và chương trình The Paris Show sẽ là chương trình đầu tiên của năm 2022. Mời quý vị cùng đến với chương trình The Paris Show buổi đầu tiên ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 với sứ ngôn viên The Host Paris. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình The Paris Show trên channel của đài truyền hình Vietnews USA vào mỗi Chủ nhật lúc 7 giờ tối. Chương trình là những buổi tọa đàm với các chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, thuế, bảo hiểm, các vấn đề văn hóa, xã hội. The Paris Show. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình The Paris Show buổi thứ nhất. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã biết, tại Arizona trong thời gian qua, thị trường bất động sản và tài chính đã có những thay đổi đột biến, ảnh hưởng nhiều đến việc mua và sở hữu nhà. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã mời một chuyên gia trong ngành tài chính cho vay mua nhà đến để phỏng vấn, để kết nối với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, đó chính là chị Tú Quyên Trần. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia làm khách mời đầu tiên của The Paris Show. Dạ vâng, chị có thể giới thiệu cho quý khán giả được biết đôi điều về chị không ạ? Và cái công việc hiện tại chị đang làm được không ạ? Tú Quyên xin chào em và chào quý khán giả. Để trả lời câu hỏi của em, chị làm nhân viên tại chợ địa ốc cũng khoảng gần được 10 năm rồi. Thì công ty hiện tại của chị bây giờ là Sierra Pacific Mortgage. Chị rất là thích làm việc với con số và thích hỗ trợ người ta về vấn đề vay mượn để mua căn nhà. Dạ vâng, và sau khi mỗi lần mà hoàn thành một cái công việc và giúp người mua có thể sở hữu được một cái căn nhà thì chị cảm thấy rất là vui. Chính vì vậy đó là cái động lực để chị có thể là làm cái công việc này trong 10 năm qua, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, 10 năm cũng là một cái quá trình để có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực tài chính cho vay mua nhà tại Arizona. Dạ vâng, thì chị có thể phân tích sơ qua về thị trường vay tín dụng hiện tại ở Arizona không ạ? Như em cũng đã biết, trong 2 năm gần đây chấm nhà thị trường xuống rất nhiều do bị Covid, với lại cho nên được chính phủ hỗ trợ số lượng mà người ta vay mượn rất là nhiều. Dạ vâng. Vậy là cái ảnh hưởng của dịch Covid đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái mức lãi suất cho vay. Vậy cái mức lãi suất đó như thế nào, nó giảm xuống nhiều không ạ? Là mức lãi suất trong vòng 1-2 năm qua là thấp nhất trong mười mấy năm qua mà chị thấy. Hiện tại mức lãi suất đang ở bao nhiêu ạ? Hiện tại thì khoảng trên 3.3%. Chút thôi, cũng vẫn còn rất thấp. Vẫn còn rất thấp. Vậy trước đây thì sao ạ? Khoảng tầm 5-10 năm trước thì lãi suất ở khoảng bao nhiêu? Mình chừng khoảng 3-4 năm trước thôi thì 4.5%, có khi 6.8%. Vậy là, dạ. Vậy chị nghĩ sao thì trong tương lai cái lãi suất này của nó có thể tăng hay giảm? Dạ, do chúng ta đều biết đó là gần đây là
tình hình lạm phát tăng quá cao, cho nên Federal Reserve đã quyết định là tăng giá, có thể là tăng cái mức lãi suất, tăng mức lãi suất lên trong tương lai để khống chế tình trạng lạm phát. Cho nên cho vậy là những ai mà có nhu cầu mà dự định mua nhà thì các bạn để có một cái mức lãi suất thấp thì chúng ta nên chuẩn bị ngay bây giờ, tại vì có khả năng là trong năm sau là sẽ tăng cái lãi suất cao, phải không chị? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Vậy chị có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào ngoài cái Covid ra thì nguyên nhân nào dẫn sự thay đổi lãi suất, hoặc là cái tình trạng mà mua nhà hiện tại quá nhiều ở Arizona như vậy, là còn cái nguyên nhân gì nữa ngoài Covid không ạ? Ngoài Covid thì chị nghĩ do ở Arizona bây giờ có nhiều công ty về đây đầu tư xây dựng, cho nên việc làm nó rất là thu hút người ta về đây. Với lại tiểu bang Arizona hồi nào giờ không có thiên tai, đó là cũng một điều để người ta, với lại không có quá lạnh, có những rất là nhiều người ở những tiểu bang lạnh đó, bây giờ người ta không thích nữa, người ta muốn về. Tức là hiện tại ở Arizona là một nơi để mà thu hút rất nhiều người chuyển về đây sinh sống. Do vậy là cái phần cung về nhà đất thì lớn hơn nhu cầu. Do vậy là thị trường bất động sản cũng đang rất là thu hút. Và ngay cả vấn đề tài chính cũng là một cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng mà nhà khan hiếm và rất là nhiều người muốn mua nhà. Cái đối tượng khách hàng của chị là gì ạ? Thường là những người nào ạ? Đối tượng khách hàng của chị thường là 90-95% là người Việt Nam. 90%. Và coi như tất cả người Việt Nam, những ngành nghề nào người ta làm thì chị cũng làm loan cho người ta. Dạ. Nail hay là nhân viên văn phòng hay là chủ kinh doanh. Dạ vâng. Vậy những người như thế nào thì có thể là vay để mua nhà được chị? Những người có chuẩn bị về điểm credit, về income và về công việc của mình, ít nhất đó là mỗi người phải đi làm, khi mà mình làm loan đó là sẽ yêu cầu đi làm một cái nghề gì đó khoảng 2 năm, rồi điểm credit tương đối là cũng khá, chứ thấp quá thì nhiều khi làm không. Dạ vậy tức là ở Mỹ thì 99% là chúng ta mua nhà là chúng ta không có trả 100% tiền tiền mặt, mà thường là chúng ta sẽ có những cái công ty hỗ trợ về vấn đề tài chính. Và để các bạn có thể sở hữu nhà thì trước tiên các bạn phải chứng minh cái mức thu nhập của mình và một cái công việc ổn định, phải không phải chị? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thì thường là các bạn phải chứng minh cái công việc của mình ổn định trong 2 năm và cái mức thu nhập trong 2 năm vừa qua là ổn định, để do vậy là cái vấn đề trả thuế và ngay cả cái việc mà bill thẻ tín dụng cũng rất là quan trọng, phải không chị? Thường cái điểm đó thì khoảng điểm tín dụng đó thì khoảng bao nhiêu trong cái khả năng phạm vi mà mình có thể mua nhà và được cho vay ạ? Mình có rất nhiều chương trình loan, có chương trình cho vay cho những người điểm thấp khoảng 620 điểm cũng vẫn có thể làm được. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên khuyến khích là điểm càng cao thì càng có lợi cho người mượn tiền, được tiết kiệm rất là nhiều thứ. Dạ. Tiền bạc mà chấm lời cũng thấp nữa. Dạ vâng, vậy công ty chị hoặc là những công ty chị hoặc là những công ty về tài chính khác thì có những ưu đãi hỗ trợ gì cho người có thu nhập thấp để có thể sở hữu nhà không ạ? Fannie Mae, Freddie Mac đó, thì người ta có những chương trình chấm thấp cho những người có income 63.200 trở xuống. Cái đấy là sau khi trước thuế ạ? Đối với người W-2 thì trước là cộng là trước thuế. Dạ. Còn đối với những người 1099 self-employed là phải sau khi trừ hết chi phí rồi mới tính. Ồ, vâng. Và cái lãi suất thì khoảng bao nhiêu chị ạ? Lãi suất thì giống như chị nói, tùy theo điểm credit của mình, rồi tùy theo cái số tiền down của mình nhiều hay ít vô căn nhà. Dạ vâng, vậy rất nhiều người mà đã chưa sở hữu căn nhà bao giờ, tức là cái việc mà các bạn sở hữu một cái căn nhà tại Mỹ cũng là cái điều mong muốn của các bạn. Và làm thế nào để các bạn có thể sở hữu cái căn nhà đầu tiên của mình trên nước Mỹ thì vậy chị có cái lời khuyên gì cho những cái người mà muốn sở hữu cái căn nhà đầu tiên của mình? Họ cần tiết kiệm, tức là trong có khoảng bao nhiêu phần trăm cái giá trị căn nhà và họ cần phải làm những cái gì để có thể là sở hữu cái căn nhà đó? Đối với những người mà mới mua nhà lần đầu có thể down 3%. 3% thôi đó. Dạ.
Và cái quan trọng nhất đó là có rất nhiều người nhiều khi người ta cũng không biết, người ta không có chuẩn bị bill điểm tín dụng. Dạ. Giống như những người Việt Nam mới qua thì chỉ sống thôi, người ta quen trả tiền mặt nên mua những trả tiền mặt hết. Dạ. Thì với lại nhiều khi không có gia đình giúp đỡ, người ta không biết cắt bill điểm credit. Thì khi mà người ta đến với mình, người ta muốn làm loan thì người ta không có điểm credit. Cho nên không làm được. Thì lúc đó chị sẽ chỉ người ta làm sao để bắt đầu bill điểm credit. Dạ vâng, thưa quý vị, tại vì mình mua nhà là bằng tín chấp, rằng là khi mà công ty tài chính thấy cái lịch sử mà các bạn pay trong những cái thẻ của mình ấy là có những cái lịch sử tốt đấy, tức là mình vay bằng tín chấp bằng cái mà mình đã build trong cái thời gian đấy, thì sau đấy thì cùng với cái thu nhập của mình và cái công việc ổn định thì những công ty tài chính sẽ quyết định cho các bạn vay, và cái lãi suất cũng tùy thuộc vào cái điểm thẻ, phải không chị? Dạ đúng rồi. Phụ thuộc rất nhiều. Cho nên khuyến khích mình càng bill điểm cao thì càng tốt cho mình. Dạ vâng, do vậy là nếu như các bạn có chuẩn bị mua nhà thì các bạn cần có một cái người tư vấn tài chính và hỗ trợ giúp cho các bạn để bill về những cái điểm thẻ, thì các bạn có thể liên hệ với chị Tố Quyên để các bạn có thể biết cách để mà bill điểm thẻ trong một cái thời gian, và sau khi các bạn đã chuẩn bị hết những cái vấn đề tài chính đã sẵn sàng thì các bạn có thể khi các bạn tìm được một cái căn nhà ưng ý thì lúc đấy mình có thể là mua ngay cái căn nhà đó, nó dễ dàng hơn, đúng chị? Dạ, đúng. Tại vì thị trường bất động sản bây giờ là đang rất là nóng, có thể một căn nhà có đến rất nhiều người muốn mua cái căn nhà đấy, và cũng nhiều người ở những cái tiểu bang khác qua sẵn sàng họ có thể là trả tiền cash 100%. Nhưng nếu mà các bạn chậm trễ trong quá trình về làm tài chính mà chưa sẵn sàng thì việc mà sở hữu nhà thì rất là khó khăn, đúng chị? Dạ đúng rồi. Em cũng được biết rằng là rất là nhiều người tìm nhà cả năm 2 năm mà chưa có thể mua được. Dạ, họ ngay cả như là họ một căn nhà ưng ý thì cũng phải đứng xếp hàng hoặc là bốc phiếu rút thăm, rồi ngay phải trả thêm extra cái tiền như là cái người bán người ta offer, phải đấu giá, phải đấu giá, phải chị? Đó, do vậy là để mà sở hữu được căn nhà ưng ý thì các bạn hãy tìm cho mình một chuyên gia tư vấn tài chính uy tín để giúp các bạn build cái điểm thẻ và build cái vấn đề tài chính của mình cho ổn định. Khi các bạn tìm được một cái căn nhà ưng ý thì chúng ta sẽ có thể là có cơ hội để có cái căn nhà đó ngay lập tức. Vậy chị có rất nhiều người sở hữu căn nhà thứ nhất và căn nhà thứ hai ở đây, thì không biết rằng là có cái sự khác nhau nào giữa người mua căn nhà thứ nhất và căn nhà thứ hai không chị? Sự khác nhau đầu tiên á, những người mua căn nhà thứ nhất á, là người ta có thể được down 3%. Dạ. Nhưng mà người mua căn nhà trong, người ta gọi first time home buyer, không có nghĩa là họ từ cuộc sống của mình, từ hồi nào mình chỉ mua một căn thôi, chỉ cần là trong vòng 3 năm mà cần nhất á, mình không có sở hữu căn nhà thì mình được gọi là first time home buyer. Dạ vâng. Rồi có những người á, đang sở hữu một căn nhà với cái đầu lương đủ để trả cho căn nhà đó thôi, nhưng mà nhiều khi người ta không biết là người ta cũng có thể mua căn nhà thứ hai cũng với cái đầu lương đó thôi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là điểm tín dụng, chớp làm bền vững với lại tiền đao. Vậy cái mục đích mà mua nhà có ảnh hưởng gì tới vấn đề lãi suất và cái vấn đề đao tiền xuống không? Ví dụ như là một người đã sở hữu cái căn nhà đầu tiên rồi, xong họ muốn mua một cái căn nhà thứ hai và họ cũng vẫn muốn vay và mua căn nhà thứ hai để cho thuê, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chính sách của chính phủ trong cái việc mà sở hữu giữa hai căn nhà không ạ? Không có em. Có những người ta sở hữu một căn nhà rồi, có hai trường hợp: mua thêm căn nhà thứ hai. Thứ nhất là người ta muốn mua căn nhà lớn hơn nữa, sống cho thoải mái, thì cái đó cũng như là mua một căn nhà để ở thôi. Rồi có trường hợp thì người ta hài lòng với căn nhà người ta đang ở, người ta mua căn nhà thứ hai để người ta cho thuê. Thì chấm lời nó sẽ khác nhau giữa căn nhà để mình ở và căn nhà để cho thuê. Nó khác nhau như nào? Nó cao hơn hay sao? Chỉ chấm lời thì cao hơn một chút, với lại tiền down payment đó cũng khác nhau hơn. Và ít nhất là phải down 20%. Dạ vâng. Thì những anh chị nào đã có một căn nhà rồi và các bạn có dự định là đầu tư cái tiền của mình vô bất động sản để mà cho thuê, thì các bạn cũng lưu ý rằng là giữa căn nhà thứ nhất và căn nhà thứ hai cũng có rất là nhiều điểm khác nhau, phải không chị? Dạ đúng. Dạ vâng. Những cái người mà đã sở hữu những cái căn nhà trước đây, họ vay trong 5-10 năm trước, tức là cái mức lãi suất là rất là cao, phải không chị?
Thì hiện tại thì cái lãi suất đã giảm rất là nhiều, thì họ có thể là làm cái giống như là refinance. Đúng rồi, họ có thể là take cái money ra, hoặc là họ có thể làm cho cái lãi suất nó thay đổi đúng không chị? Được em. Dạ. Những người mà lãi suất cao, ví dụ hồi xưa người ta mua cái nhà tiền loan cao quá, bây giờ người ta muốn refinance lại để cho cái payment nó thấp xuống. Dạ. Còn hoặc là có thể người ta có bill LPT người ta đã trả bao nhiêu năm rồi, người ta có nhóm trong đó người ta có thể lấy ra để người ta sửa nhà hoặc là mua một căn khác. Oh. Cái đó gọi là refinance, thì chấm nó cũng theo giá thị trường hiện tại. Dạ. Dạ vâng, vậy anh chị nào đang sở hữu nhà mà các anh chị đã vay ở trước đây đúng không? Thì bây giờ vẫn là một cái cơ hội tốt để mình có thể là refinance, và tại vì cái mức lãi suất có khả năng là sẽ tăng trong năm sau, phải không chị? Do vậy là bây giờ vẫn là một cái cơ hội tốt để chúng ta có thể thay đổi cái vấn đề tài chính trong cái việc vay mua nhà. Cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm và cái điều kiện để chúng ta có thể sở hữu và vay mua nhà. Vậy trong cái 10 năm làm việc của chị có những cái kỷ niệm đáng nhớ nào, hoặc là có những cái gì đáng nhớ mà trong cái quá trình chị làm việc với khách hàng không ạ? Kỷ niệm thì nhiều lắm, vui cũng có mà buồn cũng có. Vui có, nhưng mà buồn ít hơn vui. Dạ vâng. Chị rất là thích khi mà chị có thể giúp được người ta từ không có khả năng, không có điều kiện, không có đúng điều kiện để mua một căn nhà, và chỉ giúp tư vấn được cho đến khi người ta mua được một căn nhà, chị rất là thấy sung sướng, happy. Dạ. Thứ nhất. Thứ hai nữa là có những người cũng đến với chị rồi cuối cùng là không có làm loan với chị được, thì do lý do này hay lý do khác, thì chị cũng nghĩ là do mình không có duyên với nhau thôi. Dạ. Không, hy vọng là cũng có thể gặp lại người ta lại trong tương lai. Dạ vâng. Yeah. Rồi chị có một lời nhắn gửi cho đến tất cả mọi người đó. Nếu mà những người nào có dự định mua nhà, giống như mình chưa có sở hữu căn nhà, thì mình sẽ phải có một căn nhà để mình ở, thì các bạn nên gặp ngay, gọi ngay người loan officer của mình thì để mà tư vấn, để mình có sự chuẩn bị chu đáo, để lúc mà làm loan nó được smooth, không có vấn đề gì hết. Tại vì cái quá trình mà mình làm như vậy nó cũng mất một thời gian rất dài, còn chị làm loan có một tháng thôi, nhưng mà sự chuẩn bị chu đáo của mình đó, khi mà vô underwriting đó, là các điều kiện đều được thỏa mãn đó, thì cái loan mình rất là dễ. Có những người tới trong lúc mà làm underwriting phải chạy tìm giấy tờ này giấy tờ kia rất là khó, mà có nhiều khi cái loan bị decline, rồi bao nhiêu công trình do sự không chuẩn bị chu đáo của mình mà xảy ra như vậy, sẽ bị tốn tiền và tốn thời gian. Dạ vâng, vậy thông qua chương trình này như các bạn đã biết rằng là các bạn không cần phải là tiết kiệm đến 20% giá trị căn nhà để có thể sở hữu căn nhà. Nếu mà căn nhà đầu tiên của các bạn chỉ cần là có khoảng từ 3-5% giá trị căn nhà đó, đồng thời có một cái thu nhập tốt và ổn định trong vòng 2 năm vừa qua, và khai báo cáo thuế tốt và thẻ điểm tín dụng tốt, là các bạn có thể sở hữu căn nhà. Và các bạn có thể liên lạc với chị Tú Quyên Trần để được tư vấn hỗ trợ nhiều hơn. Chị Tú Quyên Trần đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẽ hỗ trợ các bạn hết mình, phải không ạ? Dạ đúng. Cảm ơn em. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình, và chúc chị một năm mới nhiều may mắn và có nhiều khách hàng hơn nữa, và giúp được nhiều người có thể sở hữu được những căn nhà mà mơ ước trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn chị tham gia chương trình. Cảm ơn em và cảm ơn chương trình, cũng như xin chào quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn và chào tạm biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình The Paris Show trên channel của đài truyền hình Việt News USA vào mỗi chủ nhật lúc 7 giờ tối. Chương trình là những buổi tọa đàm với các chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, thuế, bảo hiểm, các vấn đề văn hóa, xã hội. The Paris Show. Quý vị vừa xem xong chương trình Talk Show The Paris Show ngày hôm nay. Chương trình The Paris Show sẽ trở lại mỗi tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM mỗi tối chủ nhật giờ Arizona. Mời quý vị cùng đón xem. Và giờ đây, Trọng Phúc và Paris
xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Mời quý vị vui lòng chia sẻ thông tin về chương trình để mọi người cùng biết và đón xem. Chân thành cảm ơn.